Ba con giáp đào trứng mỏ vàng, tiền tỷ cầm tay, may mắn 20 ngày tới. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt, được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, ai cũng mong muốn mình có một cuộc sống giàu sang, phú quý, đủ đầy, sung túc. Và điều đó không chỉ quyết định bởi lá số tử vi của mỗi người mà còn thể hiện qua vận may trong từng giai đoạn. Vận may theo thời gian sẽ thay đổi hoặc sẽ không ngừng biến hóa. Sau khi vận may có sự thay đổi, cuộc sống của mỗi người cũng sẽ vì thế mà chuyển biến theo chiều hướng tích cực. Nếu biết nắm bắt cơ hội sẽ rất dễ thành công, vươn tới đỉnh cao của sự vinh hoa, phú quý, được nhiều người mến mộ. Tử vi học năm 2021 dự báo trong 20 ngày tới đây, sẽ có 3 con giáp gặp được sự thay đổi lớn, vận trình đi theo hướng tốt, thậm chí còn có thể trúng lớn, được thần tài để ý và ban phát tài lộc vô cùng dồi dào. Vậy đó là những con giáp may mắn nào? Kênh Phong thủy Gia Cát xin mời quý vị và các bạn sẽ cùng tìm hiểu trong chương trình ngày hôm nay. Ngoài ra, phần tử vi ngày hôm nay được luận giải bởi thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về tử vi và phong thủy. Bên cạnh đó, trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty phong thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mua mạ âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị ở trên màn hình. Vị trí số 1 tuổi Mùi. Nhìn chung những người tuổi Mùi thường rất điềm tĩnh nhưng nhút nhát, không có lập trường, họ ăn nói rất vụng. Nhưng họ rất cảm thương những người hoạn nạn và thường hay giúp đỡ mọi người. Trong năm 2021, đặc biệt là thời điểm 20 ngày tới đây, tuổi Mùi có thể nói là thành công trong công việc và tiền bạc. Nói chung mọi việc khá hanh thông với mệnh chủ. Cụ thể chi tiết các tuổi như sau. Tử vi tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967. Về phương diện công việc, vận may trong thời điểm 20 ngày tới có dấu hiệu khởi sắc. Đây chính là thời điểm để quý ông Đinh Mùi tạo lập được các mối quan hệ xung quanh việc kinh doanh và công việc của mình. Các đối tác cũng rất hài lòng khi làm việc với bản mệnh, nên hiệu quả công việc cũng trở nên tuyệt vời. Xét về tài chính, thời điểm 20 ngày tới đây, Đinh Mùi kiếm được nhiều tiền nhưng cũng tiêu tốn khá nhiều và các vấn đề của công việc cũng như cuộc sống cá nhân thường nhật. Tuy nhiên, tình hình tài chính thời gian tới không quá lo ngại. Chỉ cần bản mệnh kiểm soát tốt nguồn thu tiền và chi tiêu hợp lý thì mọi thứ sẽ ổn định. Tuy nhiên, phương diện sức khỏe thời điểm này, bản mệnh cần hết sức cẩn thận. Bản mệnh nên tránh đi đến nơi có sông suối. Bên cạnh đó, sức khỏe sẽ có sự ảnh hưởng do sự áp lực của công việc và các vấn đề nảy sinh khác. Cho nên, bản mệnh cần thường xuyên thăm khám để có thể nắm rõ tình trạng sức khỏe của bản thân. Tử vi tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979. Đối với hầu hết tuổi Kỷ Mùi thì thời điểm 20 ngày tới đây sẽ vô cùng may mắn trong sự nghiệp. Sự nghiệp sẽ có những điểm sáng nhất định sẽ giúp bản mệnh có cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp. Đồng thời, những thành công rực rỡ sẽ giúp bản mệnh có được sự tin tưởng của đồng nghiệp, cấp trên. Mặt tài chính của mệnh chủ trong thời điểm này cũng khá ổn định. Những tín hiệu tốt về tiền bạc sẽ đến với tuổi Kỷ Mùi. Điều đó sẽ giúp cuộc sống ổn định và dễ dàng hơn. Tuy nhiên, mệnh chủ nên cân đối chi tiêu và tránh đầu tư lớn trong kinh doanh để đề phòng rủi ro không đáng. Bên cạnh đó, phương diện sức khỏe của bản mệnh trong thời điểm này có thể bị tổn hại bởi công việc và áp lực như vấn đề liên quan đến tài chính. Bản mệnh nên cân đối thời gian làm việc và nghỉ ngơi để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe của bản thân. Bản mệnh cũng cần ăn uống đủ chất, thường xuyên rèn luyện thể thao để tránh các bệnh liên quan đến xương khớp. Tử vi tuổi Tân Mùi sinh năm 1991. Về phương diện công việc, thời điểm 20 ngày tới đây sẽ vô cùng tuyệt vời trong sự nghiệp và công việc của tuổi Tân Mùi. Đặc biệt, bản mệnh có cơ hội thể hiện được khả năng của mình nên được cấp trên công nhận. Bên cạnh đó, bản mệnh sẽ đi đây, đi đó để học hỏi và làm quen được nhiều người, từ đó gây dựng được những mối quan hệ tuyệt vời.
khác với sự nghiệp, mà tài chính và tiền bạc của Tân Mùi vẫn ở mức trung bình. Tuy không dư giả, nhưng vẫn ổn định, đủ chi tiêu cho hầu hết các khoản chi và có chút phần tiết kiệm vào cuối năm. Bản mệnh cũng sẽ phải đầu tư khá nhiều vào công việc, nhưng cũng sẽ giúp bản mệnh thu về một khoản tốt sau đó. Vậy nên để mọi việc được phát triển một cách hanh thông, thuận lợi, thì mệnh chủ hãy luôn mang theo bên mình vật phẩm phong thủy vòng tam hợp quý nhân, Hợi, Mão, Mùi. Với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ giúp mệnh chủ đả thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, từ đó giúp mệnh chủ xua đuổi được những hung tinh, tà ma và những kẻ tiểu nhân ganh ghét luôn rình rập ở xung quanh. Vòng còn giúp bản mệnh hóa giải thị phi mâu thuẫn, tăng cường các mối quan hệ. Đồng thời, vật phẩm sẽ giúp tuổi Mùi tăng may mắn, chiêu tài lộc, các lành, đặc biệt là chiêu mời quý nhân giúp đỡ bản mệnh phát triển mọi khía cạnh trong thời gian sắp tới. Đứng ở vị trí số 2 là tuổi Tý. Có thể nói trong năm 2021 Tân Sửu này là một năm khá thành đạt với sự nghiệp của người tuổi Tý. Đặc biệt là khoảng thời gian 20 ngày tới đây là thời điểm thuận lợi nhất cho công việc. Cụ thể, chi tiết các tuổi như sau. Tử vi tuổi Canh Tý sinh năm 1960, thời điểm 20 ngày tới đây trên khía cạnh sự nghiệp, công việc, ngoại giao của tuổi Canh Tý có những tiến triển đáng chú ý và những thành quả đáng ngưỡng mộ do có sự phù trợ của quý nhân. Hơn nữa, mệnh chủ khi đi ra ngoài còn gặp được nhiều người tài biết cách duy trì mối quan hệ tốt trong kinh doanh nên nhận được không ít sự giúp đỡ. Hơn nữa, công việc đạt được như ý và thuận lợi nên kéo theo tình hình tài chính của tuổi Canh Tý vô cùng ổn định và hanh thông trong thời điểm này. Khoản tiền từ việc kinh doanh đem lại cho mệnh chủ một nguồn tiền lớn. Tử vi còn cho thấy trong thời điểm này, bản mệnh cũng có thể suy nghĩ đến việc đầu tư làm ăn và mở rộng quy mô doanh nghiệp. Tử vi tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972. Về mặt công việc, tử vi dự đoán 20 ngày sắp tới là thời điểm thành công trong công việc của tuổi Nhâm Tý. Đây sẽ là thời điểm bản mệnh nhận được nhiều thành tựu đáng kể trong sự nghiệp của mình, thậm chí là được thăng quan, tiến chức. Bên cạnh đó, các mối quan hệ của mệnh chủ cũng được mở rộng, sự nghiệp thành đạt và có được sự tín nhiệm của đồng nghiệp và cấp trên. Thời điểm 20 ngày tới đây, bản mệnh cũng có tài lộc về tiền bạc và tài chính, nguồn tiền dồi dào đến từ thành công trong công việc cũng như những cố gắng của bản thân. Có thể nói bản mệnh không phải quá bận tâm nhiều đến tiền nong, cuộc sống vô cùng dư giả và sung túc. Bên cạnh đó, gia đạo của mệnh chủ trong thời điểm này cũng vô cùng tốt đẹp khi gia đình có nhiều niềm vui, tình cảm vợ chồng hòa thuận, con cái giỏi giang hiếu thảo. Có thể vẫn có chút tranh cãi nhưng các vấn đề vẫn dễ dàng giải quyết. Tử vi tuổi Giáp Tý sinh năm 1984, công việc thời điểm 20 ngày tới đây sẽ đánh dấu sự thành công rực rỡ trong công việc và sự nghiệp của mệnh chủ sinh năm 1984. Công việc thuận lợi, mọi dự định đều được tiến hành suôn sẻ, đem lại kết quả tốt và nhiều lợi nhuận. Đây cũng là thời điểm các mối quan hệ ngoại giao của mệnh chủ được phát triển, nhiều hỗ trợ đắc lực trong công việc. Ngoài ra, tài chính thời điểm này của mệnh chủ vô cùng tốt. Nguồn tiền từ những thành công trong sự nghiệp giúp bản mệnh dư giả, chi tiêu thoải mái. Tuy nhiên, bản mệnh lại không giữ được nhiều tiền. Bản mệnh nên cân nhắc kiểm soát chi tiêu và giữ một khoản tiết kiệm cho những kế hoạch về sau. Tử vi còn cho thấy cuộc sống gian đạo của bản mệnh sẽ có nhiều điều mới mẻ trong thời điểm 20 ngày tới đây. Thời điểm này, gia đình có thể sẽ có thêm hỷ sự, thêm con, thêm cháu, cuộc sống thoải mái, vui vẻ, ít phải lo nghĩ. Tử vi tuổi Bình Tý sinh năm 1996, thời điểm 20 ngày tới đây may mắn sẽ đến và giúp mệnh chủ có một năm như ý cho sự nghiệp của bản thân. Công việc của bản mệnh có dấu hiệu khởi sắc khi được cấp trên trọng dụng. Các hợp đồng lớn sẽ giúp cho bản mệnh có cơ hội thể hiện và kết giao với nhiều người mới trong lĩnh vực mình theo đuổi. Tuy nhiên, phương diện tài chính và tiền bạc sẽ khiến cho bản mệnh đáng phải bận tâm so với nhiều thời gian trước. Tiền bạc suy giảm, không còn may mắn như trước. Bản mệnh nên cân nhắc các vấn đề liên quan đến chi tiêu trong cuộc sống để cắt giảm những khoản chi tiêu không cần thiết như mua sắm vui chơi. Ngoài ra, mệnh chủ cũng cần lưu ý sức khỏe trong thời gian này. Đường tiêu hóa và dạ dày sẽ làm ảnh hưởng đến công việc và cuộc sống hàng ngày. Bản mệnh nên chủ động thăm khám để được chữa trị sớm nhất.
đặc biệt để kích hoạt vận khí cát lành, thúc đẩy công việc hanh thông, sự nghiệp tiến triển tốt. Thầy Gia Cát khuyên mệnh chủ tuổi Tý hãy sử dụng pháp khí phong thủy nhà Phật, Bát Bảo, Tâm Kinh. Pháp khí sẽ giúp xua đuổi những hung tinh, vận hạn luôn rình rập ở xung quanh. Từ đó pháp khí sẽ tăng cường vận khí, tăng may mắn, chiêu tài lộc cho bản mệnh. Đồng thời khi mang pháp khí bên mình sẽ như một tấm bùa hộ thân, bảo vệ và tương trợ bản mệnh phát triển mọi khía cạnh trong thời gian này. Đứng vị trí số 3 là tuổi Sửu. Nhìn chung tuổi Sửu là những người chăm chỉ, cần cù, kiên định, mạnh mẽ. Họ thường có tính kiên nhẫn và khả năng chịu đựng cao, vì thế mà họ có thể vượt qua nhiều bão tố trong cuộc đời. Thời điểm 20 ngày tới đây, tuổi Sửu nếu biết khiêm nhường thì công danh sẽ rất thuận lợi, còn nếu cứ so đo, tính toán thì tuổi Sửu sẽ không gặt hái được thuận lợi trong công việc của mình. Cụ thể chi tiết các tuổi như sau. Tử vi tuổi Tân Sửu sinh năm 1961. Về công việc, thời điểm 20 ngày tới đây vô cùng thuận lợi. Hầu hết các dự định đều được hoàn thiện, đến nơi, đến chốn. Công việc suôn sẻ như ý. Riêng các mối quan hệ xã hội sẽ nhận được nhiều sự giúp đỡ, cũng như lời mời hợp tác hấp dẫn từ đối tác. Bên cạnh đó, trên phương diện tài chính, theo sự thành công của công việc, tiền tài của Tân Sửu cũng tăng cao. Tài lộc thời điểm này hứa hẹn sẽ dồi dào, thành công mà không vướng bận nợ nần. Tài lộc thời điểm này hứa hẹn sẽ dồi dào, hành thông mà không vướng bận nợ nần. Bản mệnh cũng nhận được nhiều lộc từ con cháu hay được người khác biếu tặng. Tử vi tuổi Quý Sửu sinh năm 1973. Về phương diện công việc, tử vi dự báo thời điểm này trung bình trong khía cạnh công việc của Quý Sửu. Chuyện làm ăn không mấy nổi trội, không có thành công gì đáng kể và đôi khi cũng sẽ không tránh khỏi những thất bại. Hơn nữa, bản mệnh cần chú ý công việc, có kẻ đâm sau lưng, so ghen ghét hay thù hận cá nhân làm ảnh hưởng đến công việc của bản mệnh. Trên phương diện tài chính, bản mệnh cũng nên chú ý công việc làm ăn khó khăn có thể dẫn tới tài chính và tiền bạc không còn được thuận lợi, hành thông như trước. Tuy nhiên, do có các tinh thực thần soi chiếu nên trong thời điểm này, tài lộc vẫn ổn định, Quý Sửu không cần phải lo lắng. Tử vi tuổi Ất Sửu sinh năm 1985. Về phương diện công việc trong thời điểm này không được khởi sắc, mọi việc vẫn bình tĩnh. Tuy nhiên thời điểm này có thực thần chiếu mệnh nên công việc không quá khó khăn, các mối quan hệ ở mức bình thường. Phương diện tài chính thời điểm này cũng không có nhiều cơ hội kiếm tiền bạc. Tuy nhiên tài chính vẫn khởi sắc, bản mệnh vẫn có thu nhập dồi dào, nhưng lại chi tiêu quá nhiều, bản mệnh nên có kế hoạch cụ thể tránh tình trạng chưa hết tháng, đã hết tiền. Bên cạnh đó, tình cảm vợ chồng của bản mệnh sẽ gặp nhiều biến cố, bất đồng thường xuyên xảy ra. Nguyên nhân chủ yếu đến từ những khó khăn bất lợi trong công việc, tình cảm giữa các thành viên trong gia đình, thời gian này cũng không được hòa thuận. Tử vi tuổi Đinh Sửu 1997, công việc thời điểm 20 ngày tới đây sẽ là một khoảng thời gian tương đối tốt cho thuận lợi đối với mệnh chủ sinh năm 1997. Mọi dự định đều được tiến hành và đem lại nhiều thành quả nhất định. Tuy nhiên bản mệnh nên cẩn trọng chi tiết trong công việc để tránh sai sót không đáng có. Bên cạnh đó, mệnh chủ cần cẩn thận lời ăn tiếng nói, tránh những mâu thuẫn với đồng nghiệp. Phương diện tài chính thời điểm 20 ngày tới đây cũng mang lại nhiều tài lộc cho mệnh chủ sinh năm 1997. Công việc thuận lợi giúp bản mệnh có nhiều nguồn tài chính tốt, chi tiêu thoải mái dư dả hơn rất nhiều. Tuy nhiên bản mệnh nên cân đối công việc chi tiêu của bản thân, tránh tiêu tiền vào những khoản không quan trọng. Đồng thời trên phương diện sức khỏe, mệnh chủ cũng nên chú ý đến sức khỏe của bản thân, bởi áp lực công việc có thể khiến bản mệnh mệt mỏi, áp lực. Mệnh chủ nên kiểm tra sức khỏe thường xuyên, rèn luyện thể dục thể thao hàng ngày. Đặc biệt, thời gian cát khuyên mệnh chủ tuổi Sửu hãy mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Vật phẩm sẽ giúp bản mệnh khai thông trí tuệ, giúp đầu óc minh mẫn khi giải quyết mọi vấn đề. Công việc vì thế cũng được hanh thông, thu hút tài lộc, sự may mắn. Không như vậy, ở pháp khí còn hội tụ bởi những tinh hoa của Đức Phật cùng những tinh túy linh thiêng của đất trời, chứa được nguồn năng lượng tích cực, xua tan được tà ma, tăng cường cát khí và mang lại bình an cho bản mệnh trong thời gian sắp tới. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Cảm ơn quý vị đã quan tâm, theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên like, đăng ký, nhấn vào tín hiệu chuông để nhận những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ lỡ bất kỳ video và thông tin nào từ chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.